Thì khách mình mua về làm dịch vụ cho thuê thì cũng có lời hết các bạn. Thì do cái loa mình âm thanh nó hay nên nhiều người thuê, nhiều người mướn, nên ảnh không có đủ lo để làm dịch vụ cho thuê. Người này hối người kia hối quá, nay ảnh quyết định ảnh mua thêm cái nữa để cho thuê cho đủ ha. Chứ mình mà có tiếng rồi, có uy tín rồi, khách hỏi mướn lo của mình không có nữa thì khách mướn chỗ khác thôi. Ông anh này ông đầu tư là tới 4 cái để làm dịch vụ cho thuê. Mình nghĩ cái nghề này là cái nghề, cũng là cái nghề ha. Thì cho thuê âm thanh là cũng cái nghề. Thì các anh chị có nhu cầu mua lo về làm dịch vụ cho thuê âm thanh đó, thì hãy gọi cho mình ha. Hai số thoại để cho màn hình 0948 85 86 85 hoặc là Zalo 096 34 83 983 để hỗ trợ tư vấn cho các anh chị nha. Giờ là đang đóng gói nha các bạn. Đang đóng gói đang chuẩn bị chuyển đi. Ủa còn quá làm gì chổng rồi? Hả? Rồi lên xe luôn quá ơi. Đẩy vô luôn. Ok. Đây mình tới đây là mình tới được cái đường đi Phú Thọ nha các bạn. Mỹ Thọ, đi Mỹ Thọ. Gần ngay dầm nào sâu 100 mét.
bạn. Sông Hậu, cặp sông Hậu, sông Tiền với sông Hậu mình lộn hai sông đó hoài. Cái đường tránh là lúc trước đi đường thẳng là do nó sạt lở quá nên đi cái đường tránh này cho nó an toàn. Rồi tới chỗ rồi nha các bạn. Tới chỗ rồi. Mình sẽ quay đầu lại đặng dễ xuống đồ ha. Chắc cái lò kia đi cho thuê rồi. Rồi hạ xuống luôn anh em ơi. Đây là cái lao kéo ba bát ha, ông anh ấy mua về làm dịch vụ cho thuê. Rồi đẩy vô luôn. Đẩy lo vô luôn bà con ơi. Bà con nào có mua lo kéo về làm dịch vụ cho thuê ha. Thay vì mình đi làm công ty xí nghiệp đó thì phải đi xa phương này kia mới làm được. Còn này mình mua lo về để mình làm cái dịch vụ cho thuê tại quê hương ha. Cũng
có đồng ra đồng vô nha bà con. Đó, ông anh đã mua mình một cái rồi nha, mua mình một cái rồi, đây mua một cái rồi, mua một cái rồi làm có hiệu quả nên nay mua một cái nữa, tivi kèm màn hình luôn, tivi lo kéo màn hình luôn. Chút bỏ lên xe luôn hay gì? Không, để chiều mượn người kia. Chiều mượn lực sĩ đồ bỏ ha. Rồi khui tem khui thùng luôn. Đây là một cái nha các bạn, một cái ông anh làm dịch vụ cho thuê lo kéo, và thấy bà con hát rồi ai cũng ưng ý hết á, xin số điện thoại quá trời luôn. Ảnh thấy vậy ảnh mới làm thêm một cái nữa để cho bà con thỏa sức mà đam mê âm nhạc để hát. Chứ người này mướn rồi người kia mướn nữa, không có lo để mướn, nên mua thêm cái nữa cho ngon lành ha. Này là đúc vô là hay liền à. Rồi kiếm điện vô thử luôn. Rồi kiếm vô đó luôn, kiếm vô test thử luôn. Trong khi chờ đợi để thử máy thì Tiểu Long Nhân ráp TV nha các bạn. Tiểu Long Nhân ráp TV. Nước cái đi nha. Ra ráp đi, đấu điện vô đây. Không ai uống chân mà. Đấu điện vô đây. Ghim điện vô đây. Đây chưa đấu chân mà. Đó, này nó bỏ lên nó cắn xe nó sợ nó cắn, đốt vô là xong rồi. Hôm nay mình về chợ mới An Giang, mình giao hai cái lò cho ông anh để làm dịch vụ cho thuê các bạn. Thì các anh chị nào mà khu dân cư đông đúc muốn mua lò về làm dịch vụ cho thuê hãy liên hệ mình ha. Hai số điện thoại mình để trên màn hình, mình sẽ giao hàng thôi cho anh chị test này kia. Ông anh để làm dịch vụ cho thuê thấy hiệu quả nên hôm nay mua thêm về làm dịch vụ cho thuê đây. Ở
không quên được giờ quá khứ. Ước ngày ta quê hương ta vĩnh viễn cho tôi duyên đời thắm màu. Và phương đó em ơi có gì vui, xin biên thư về cho em nhớ thương lời đây. Đêm nay trên đồ văn thương em thương nhiều lắm, em ơi biết cho chăng tình lạnh lẽ đi buồn. Đây là cái loa ba bát kìa các bạn, thì hát hải thanh ngoài trời tiếng rất là hay á, để mình cho thuê đám tiệc này kia công sức nó còn lớn đó nha. Sử dụng văn số Miro Musa, một đẩy của Musa để cho tiếng hát rất là hay, đặc biệt cho phú rất cao nha các bạn. Mùa mưa lần trước anh về đây ghé thăm tôi, tình xưa bạn cũ gặp nhau đêm ấy mưa rơi, tất cả về âm môn mình ôm. Cũng làm ăn khấm khá lắm nha các bạn. Mình vừa hát thử mấy bản cái nhà kế bên gọi mướn liền ha. Rồi bây giờ là để mình với ông anh chạy đẳng chở cái lò để cho người ta thuê ha. Ở đây là vùng này là vùng trồng xoài, mấy anh trồng xoài để thu hoạch xoài. Có tiền là muốn nhậu một chút, là muốn lăn lăn rồi cái muốn kêu nhạc này hát ha. Nhạc này hát là có liền nha các bạn, gọi là có liền hai máy luôn mà, hai lo luôn mà. Ở đây giờ là cho mướn tiếng hay muốn sức? Tiếng nhiêu tiền? 2 tiếng đầu 75, còn những tiếng sau là 50. 75 ngàn một tiếng là 2 tiếng đầu. Còn đám giỗ thì 4 tiếng đầu là 75. Còn mấy tiếng sau, tiếng thứ năm là cho tiếng thứ sáu, tiếng 50 tiếp. Thứ mãi ha. Nó cũng vô đó mà cái là nói vậy cho người ta. Mà đám dỗ nào mà mời cái đi thùng bia cái quà dấu à. Đi thùng bia của quà dấu.
không chào hết rồi. Rồi rồi. Đây, ông anh ông nôn đi, nôn đi phục vụ đám nha các bạn. Rồi 9 giờ 10 giờ tối là cũng kêu cũng đi ha. Mà một ngày một cái lo thì mình cho thuê có 5 tiếng là cũng ngon rồi. Có đám nào nó hát được 5 tiếng không? 6-7 tiếng. Còn 6-7 tiếng không hả? Nó nghỉ rồi bắt đầu nó mới gọi mình phải không? Gọi nghỉ báo cáo là tính giờ lúc đó. Hiện đại luôn ha. Rút ra rút vô được luôn ha. Đúng rồi, con đó đó. Làm dịch vụ cho thuê rồi nó cũng vui. Vui, có công ăn chuyện làm. Như ở dưới quê vậy là gia đình ngày 200 ngàn sống cũng đủ sức rồi. 200 ngàn là sống được rồi. Cái đó mình ghi vào vô hay về miếng giấy á? Không phải, có nghĩa là cái mức của nó chỉnh hay á. Em ghi ba chỗ nè. Nó chỉnh hay là tới đó là em ghi chỉnh. Đúng rồi, tinh chỉnh tới đó thôi. Đúng rồi, đúng rồi. Khỏi mò. Mình chỉnh mấy số nó theo ý đó thôi. Còn lớn nhỏ thì mình bắt nhạc lên thôi. Rồi, rồi. Sao cũng được. Cái này là phải gì? Rồi đẩy ra lộ luôn. Hiện đại ha. Bỏ lên xe máy là lôi ra ha. Bàn lại chứ rớt hư màn hình ạ. Cái đó hả, nếu mà khách cho thuê cái kêu người ta hát đỡ điện thoại đi, mai hoặc mốt đem tivi lên. Tính đi đáng luôn hả? Hả? Tính đi đáng luôn. Ừ. Cái là tính đi đáng chơi luôn hả? Thôi thôi, phải nói vậy chứ. Mắc công nhậu nhạc mệt lắm. Đáng là phải giúp rồi đó. Nay hôm nay coi như là giao lo xong nha các bạn. Thì mình sẽ chuẩn bị về. Tại qua nhậu cũng mệt, nay nhậu cũng mệt nữa. Bây giờ cũng chúc cho ông anh để làm ăn có lời ha. Sau này đầu tư thêm dàn nhạc sống nữa chứ không phải là cho thuê lo kẹo kéo không ha. Các anh chị có nhu cầu mua lo về làm dịch vụ cho thuê cứ gọi Thanh Cao nha.